Thưa quý vị, học tập và làm theo bác với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chị Nguyễn Thị Nhất, bí thư chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc, đảng ủy xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thời gian qua đã cùng với chi bộ tạo nên nhiều đột phá cho sự phát triển của địa phương, cũng như chăm lo chú đáo cho đời sống nhân dân. Đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, tại nhà văn hóa thôn. Từ khi có nhà văn hóa, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng hội họp văn hóa thể thao của bà con thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhà văn hóa này tọa lạc trên mảnh đất rộng hơn 2.000m2, tuy được nhà nước hỗ trợ 100% về kinh phí, nhưng để có mặt bằng xây dựng thì không phải chuyện dễ dàng. Vì nơi đây vốn là đất ruộng trụng thấp, với sự vận động của bí thư chi bộ Nguyễn Thị Nhất, bà con địa phương và các mạnh thường quân đã cùng nhau góp công, góp của, đổ đất nền, xây dựng sân, trồng cây xanh và mua sắm các thiết bị văn hóa, sau hơn 4 năm vận động và xây dựng một nhà văn hóa thôn khang trang, bề thế đã hoàn thành. Cái khu này trước đây là gọi là nó nó cái khu đất chết nhưng mà bữa nay tạo nên cái cảnh quan như thế này người ta hãy rất là phấn khởi kể cả nhân dân ở cạnh kề ở đây người ta vô cùng phấn khởi nè, nó vẫn nó quá tuyệt vời đúng là 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 thay trời đổi đất này nói dân tin làm dân theo Bí thư Nguyễn Thị Nhất cùng chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thôn nhà, nhất là các công tác vệ sinh môi trường, an sinh xã hội được chú trọng và có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân êm ấm, yên vui. Trong cái là mắc đợt cái là Covid vừa qua thì cũng bên ai về riêng về cái là bông dân thôn, trong cái là chi ủy, chi bộ cũng như trong toàn thể đảng viên trong nhiệm vụ cũng rất quan tâm đến gia đình cũng như là việc có là quan tâm đến từng cơ hộ là khó khăn hộ nghèo, có cái gì cũng đều chia sẻ cho cho những gia đình mình thuộc khó khăn nhất. cái, cái trách nhiệm mà đảng giao rất là nặng nề, à, cho nên bản thân là nữ nữa, à, cho nên á, là trước tiên á, là mình để mình xây dựng được cái chi bộ đấy ngày hôm nay thật sự vững mạnh, đó. thì mình là phải người nêu gương, người đi đầu, à, tìm tù hạt hữu, à, rồi là nhiều cái kinh nghiệm kinh trải qua, à, hoàn thành nhiệm vụ hay không á, là coi như là trước tiên mình phải là người đi đầu. Đến nay chi bộ Lệ Sơn Bắc là một trong những ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua của Đảng ủy xã Hòa Tiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, từ đó tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây thực sự là bài học quý báu cho các chi bộ Đảng để cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.